Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì ở trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại lên cho cả nhà mình với các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật. Vì thế cho nên là sẽ có những phiên bản còn mới nguyên zin chưa qua sử dụng và có những phiên bản thì cũng đã qua sử dụng rồi. Và em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho cả nhà mình ở trong video. Hy vọng rằng mọi người cũng sẽ dành nhiều thời gian để có thể theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 08 58 58 từ quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận nhé. Và hãy nhớ bấm đăng ký kênh để có thể liên tục cập nhật bản mới bên em. Và ngày hôm nay thì em sẽ có một cái phiên bản siêu phẩm, đó chính là một cái phiên bản của Bihana. Đây là một cái thiết kế rất là đẹp, rất là độc đến từ đất nước Thụy Sĩ. Ngoài ra sẽ có các cái mẫu của Charisse Berin, phiên bản của Techno Marine, Skagen, rồi là Orange và một vài thương hiệu khác nữa. Dạ vâng, và không để mọi người đợi lâu thì em cũng sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên. Với phiên bản đồng hồ đầu tiên ấy thì em sẽ gửi đến cho cả nhà mình ở mẫu này nhé. Đối với bản này em đang cầm trên tay này thì đây chính là bản Guenther, đúng không ạ? Và các chị đều biết là Guenther thì nó là một cái thương hiệu của Thụy Sĩ rồi. Đó, cái mẫu này thì nó sẽ là một cái thiết kế mà nó sẽ làm theo kiểu dạng như là một cái phong cổ ấy. Đấy chưa? Đó, tức là nó là một cái mẫu mà hiện tại bây giờ thì nó cũng không có còn sản xuất lại ở các phiên bản này nữa đâu. Đấy, đây là một cái bản Guenther nhá, mặt bên trong của nó sẽ là màu đen. Thì ở đây này nó có một cái chút xíu ở chỗ này này, nhưng mà nói chung là nó không đáng kể và nó cũng không lộ lắm đâu. Đấy, và cái chi tiết niềng này này thì nó sẽ là một cái chi tiết niềng mà nó được làm đó chính là bằng cái chất liệu tung teng. Đúng không ạ? Chất liệu tung teng, núm đá này, dây nhá. Thì mọi người thấy không? Cái dây này của nó sẽ là một cái bộ dây lụa. Và nó có các cái mắt nó giống như là các mắt hạt gạo ấy. Đó, và các cái mắt này nó sẽ là đờ mi và nó sẽ đan xen cùng với nhau. Nó rất là đẹp. Đó, núm này, dây này, cái này thì đang lên tít đỉa nhá. Bởi vì ở bản này thì đây đây, nó có một cái thông số ở đây đó chính là Guenther này, dây nguyên zin này. GF ấy, đó chính là gold fill. Gold tức là vàng, tức là nó sẽ được mạ bằng vàng thật. Dạ vâng, chứ nó không phải là mạ PVD, đúng không ạ? Đây là mạ vàng thật luôn. Đấy, gold fill. Đây các chị thấy đây, vàng này. Đấy, nó lên tích đỉa nhá. Cạnh này, núm này. Mặt trước này, mặt sau. Bản này thì cái form của nó sẽ là một cái form dáng vuông tanh. Và cái này thì dành đến là cho anh nam tay vừa và nhỏ. Hơi to một chút xíu có thể là đeo được, size 26.2. Và càng của phiên bản này sẽ là 33.5. Đấy, mọi người thấy không? Như cổ tay của em nhá, đó là 16.5 này. Thì em đeo vừa luôn ấy. Hoặc là các anh nam là tay nhỏ hơn tay em một chút xíu, đúng không ạ? Thì mọi người sẽ đều đeo ok. Và ở mẫu này là phiên bản sử dụng máy Thụy Sĩ nha. Máy Thụy Sĩ, đó, và nó sẽ được mạ vàng thật. Đấy, khóa này của nó sẽ là khóa bấm thông minh này, rất là tiện lợi. Đấy chưa? Thì mọi người về thì các chị cũng chỉ việc đó là bật mở cái khóa này lên thôi. Đây, mọi người bật cái khóa này lên. Đó. Hoặc là nếu mà mọi người mà muốn di chuyển theo cổ tay của mình ấy, thì các chị đẩy cái chốt này lên nhá. Đẩy cái chốt này lên. Sau đó mình di chuyển xong mình sập cái chốt này xuống là ok. Và đối với mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này. Máy Thụy Sĩ nhá. Dạ vâng, và nó sẽ có mạ vàng thật. Đúng không ạ? Mạ vàng 18K. Mẫu này em để cho cả nhà mình đó là 1.800.000 nhé. Dạ vâng, để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình mẫu này. 1.800.000. Ở bản này sẽ ở mã hàng đầu tiên, đó chính là ở mã 271. 1.800.000 mã 271. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 272. Phiên bản 272 thì em sẽ lại tiếp tục lên cho cả nhà mình đó là một cái bản của Techno Marine. Ở mẫu này thì em có vẻ là full hộp này, giấy tờ sổ sách của nó sẽ có đầy đủ. Nên là cái này mọi người có thể là mang đi tặng, nó sẽ rất là ok. Vì là ở cái bản này em đấu về là mới nguyên zin luôn nhá. Mọi người thấy là cái form của bản này đúng không ạ? Nó sẽ giống với cả cái thiết kế form của Rolex. Đúng không ạ? Rất là giống với thiết kế của Rolex. Nó chỉ khác cái biểu tượng logo ở đây, đó chính là Techno Marine thôi. Nó có 3 kim, một lịch ở vị trí góc 3 giờ này. Và mọi người thấy cái ô của sổ lịch này, nó sẽ có kính lúp đúng không ạ? Và nó phóng đại đến 2,5 lần. Đấy, thì khi nhìn qua kính lúp này này, mọi người thấy không? Đó, nhìn thấy rõ được các góc cạnh của ô của sổ lịch. Sau đó là cái mặt đường trải vân của nó ở phía bên trong. Đấy, mặt nhá, trải vân này, đúng không ạ? Kim giờ, kim phút, kim giây này. Rất là đẹp. Mọi người nghe tiếng niềng này. Niềng xoay, núm gen, đáy vặn. Đây là một cái phiên bản mà nằm trong cái bộ sưu tập đó chính là dòng Shimanta. Tức là nó dành riêng cho đó là kiểu dạng như là một cái ngành chuyên về dòng lặn lội biển đấy ạ. Tức là cái này ở bàn này độ chống nước của nó rất là tốt. Độ chống nước của nó sẽ là 20 ATM tương đương với cả 660 feet, tức là 200m. Độ chống nước là 200m đấy ạ. Mọi người có thể sử dụng rửa tay, đi mưa, tắm giặt thoải mái, miễn sao và đảm bảo đó là núm, núm này, được vặn chặt này, và đáy của nó sẽ được vặn chặt. Đấy là mọi người sẽ đeo lên rất là ok luôn. Và phải nói là em rất là thích với các cái mẫu, các cái dòng mà thì có thiết kế nhiều xoay núm gen đấy bạn này này. Đó, độ chống nước tốt nhá, sử dụng rất là đẹp, rất là bền, và nhìn trong cái form của nó rất là khỏe khoắn, rất là nam tính luôn. Đó, và bên trong này mặt của nó sẽ là mặt màu vàng, niềng xanh, đúng không ạ? Toàn bộ dây này, thép này, chốt khóa này, đúng không ạ? Thì đều sẽ là được làm bằng chất liệu thép. Thì cũng sẽ vừa làm phai sức vừa làm sáng bóng, nó cũng sẽ kết hợp với nhau. Đó. Đây là dây, đúng không ạ? Đây, khóa, còn nguyên zin. Tác mác cũng sẽ có đầy đủ. Đây, mọi người thấy là giá hãng của nó khá là cao nha. Nó rơi vào tầm đó là 595 đô. Tức là nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ gần chục triệu một phiên bản này đấy. Đấy, bởi vì là Techno Marine hay là Invicta ấy, thì nó sẽ thi thoảng là người ta cũng sẽ hay có các chương trình sale. Người ta hay có các cái chương trình sale, vì thế cho nên là đôi khi mình săn được các cái lúc mà giá sale ấy, giá rất là tốt luôn. Đấy, đây, viền này, mặt này. Đẹp chưa? Đây, mọi người nhìn kỹ này. Phải nói là khi mà càng ngắm vào phiên bản này thì lại càng thấy đẹp nhá. Rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn. Mẫu này thì nó sẽ có dạng quang nhá. Nó có dạng quang, đó chính là ở phần logo này, kim giờ này, kim phút này, đúng không ạ? Phần cọc số này thì nó sẽ đều có dạng quang. Ở mẫu này thì có size mặt đó là size 41.6. Càng của phiên bản này sẽ là 50.3. Đó, như cổ tay của em này là 16.5 này. Đấy chưa? Đấy, thì cái này tay 17 hoặc là tay 17.5 đổ lên ấy, thì mọi người sẽ đeo ok. Và bản này thì em cũng đang để cho cả nhà mình ở mẫu này. Đó chính là 2.1 triệu. Dạ vâng, 2.1 triệu. Mẫu này sẽ ở mã 272. Dạ vâng, 2.1 triệu mã 272. Thực sự giá rất là tốt luôn. Được chưa? Bởi vì là khi mà các chị mọi người mua được với các hàng đấu giá nó rất là hay. Vì là nó sẽ tùy từng thời điểm. Ví dụ như có những cái thời điểm mà mình săn sale được, đúng không? Hay là mình đấu được giá tốt. Đấy, săn sale thì thường là ở các cái ví dụ như các cái cửa hàng, các store của Nhật ấy. Đấy thì là nó có những cái đợt xả hàng thì mình săn sale được thì giá rất là tốt. Hoặc có những cái lúc mà mình mua ở trên các trang đấu giá, thì mua ở trên các trang đấu giá thì có những cái thời điểm mà không có người đấu ấy. Đấy thì mình cũng chỉ cần bỏ giá một cái là mình đã mua được luôn rồi, hoặc là mình mua thẳng. Đó. Thì đấy là ở mã 272. Tiếp theo sang ở mã 273, em sẽ lên cho cả nhà mình một cái phiên bản cơ. Đó là mẫu của INW. Về cái thương hiệu của INW Carnival này thì em nghĩ là mọi người cũng vẫn nhớ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Bởi vì là cái thương hiệu này nó là một cái thương hiệu mà hiện tại đang là một cái thương hiệu đang rất là được ưa chuộng. Không chỉ ở cái thị trường Đông Nam Á, đúng không ạ? Theo thị trường Việt Nam mình. Đấy. Ở đây là một cái thương hiệu của INW Carnival. Thì cái thương hiệu trong cái dòng Carnival này thì nó sẽ có rất là nhiều dòng nhá. Trong thương hiệu Carnival này có nhiều dòng. Nó sẽ có cái dòng INW này, nó là dòng cao cấp nhất. Bởi vì ở đây mọi người thấy là nó sẽ hướng đến, đó chính là mở rộng, phân phối ra toàn cầu ấy. Nhưng mà mang cái tiêu chuẩn đó là tiêu chuẩn quốc tế, đó là international. Đấy, và ở đây thì nó cũng sẽ có cái quyển sổ, đúng không ạ? Giấy tờ quyển sổ của nó đi kèm. Đấy, bản này thì mới nguyên zin nhé mọi người nhá, chưa qua sử dụng. Đấy, đây là một cái quyển sổ, đúng không ạ? Thẻ thì sẽ được đặt ở cái ngăn vị trí phía dưới này. Đấy, cái hộp của nó rất là to. Đây mọi người đâu, hộp này. Đấy, hộp rất là to, rất là đẹp nhá. Đó, đây, thấy chưa? Rất là to. Nó bằng cả một găng tay như này luôn ấy. Chứ nó không phải là cái dòng hộp nhỏ nhỏ đâu. Đây là hộp to. Thì cái hộp to như thế này ấy, thì nhìn cho nó đẹp lắm. Đúng không? Kể cả mọi người mang đi tặng nhìn cho nó rất là sang. Ở mẫu này thì đây là một cái phiên bản mà mang một cái form dáng. Nó sẽ hơi thiên về giống như là của có thể gọi là Vacheron Constantin hoặc là mẫu của Hublot. Đó, nhưng mà cái mẫu của Hublot thì nó lại là cái mẫu của dòng Big Bang ấy. Thấy chưa? Đấy, đây nhá, mọi người thấy form kiểu dáng rất là đẹp luôn. Thì với mẫu này thì nó sẽ là mẫu cơ tự động. Dạ vâng, và nó có cả chợ có tay đi kèm. Thì em sẽ lên một cái phần cót tay cho cả nhà mình, thì để cho các anh chị thấy được là cái phần chợ cót tay của nó vẫn đang hoạt động rất là trơn tru. Mặt kính sapphire nhé, riêng cái dòng này thì nó sử dụng mặt kính sapphire, thì cho nên là đây là một cái điểm cộng tuyệt đối để nó giúp cho cái đồng hồ của mình nó sẽ chống trời chống xước. Một lịch này ở vị trí góc 3 giờ, đúng không? Automatic, độ chống nước của nó sẽ là 53, tương đương với cả 50 m. Đây mọi người thấy không, bộ kim này, cọc số này rất là đẹp nhá. Đó, to này, rõ ràng này, nên là mình quan sát giờ rất là dễ luôn ấy. Ngoài ra thì buổi tối lại còn có cả dạ quang nữa. Nên là xem giờ không cần phải soi đèn pin, được chưa? Và bên trong mặt này nó có cái đường vân ngang. Cái đường vân này thì nó lại giống với cả các thiết kế của Patrick Philippe, đúng không ạ? Đó. Và nó có cái màu của nó sẽ là màu nâu cà phê nhá. Như mọi người thấy không? Ví dụ như nghiêng góc này này thì mọi người thấy là cái màu nâu cà phê của nó rất là sáng, đúng không ạ? Ánh sáng nó bắt vào này. Đấy, viền chỗ này của nó thì nó sẽ hơi tối một chút xíu. Vì là nó thiết kế nó giống thiết kế dạng như ombre ấy, thì nó sẽ khi mình nghiêng ở các góc cạnh khác nhau thì nó sẽ lại có những cái chiều, đúng không ạ? Nó có những cái chiều sâu hay nó có những cái chiều mà nó bắt sáng, hay là cái màu của nó sẽ khác nhau. Nhìn trông nó sẽ rất là đẹp, rất là long lanh. Và không chỉ dừng lại ở cái màu mặt của nó đẹp đâu, bởi vì thực sự với cả nhà mình là trong các cái màu để mà khi mà lên tay nó đẹp, nó sang ấy, thì sẽ có màu nâu cà phê này là một cái màu đẹp nhất ở trong các cái bộ sưu tập mà gọi là về màu đấy, đúng không? Đẹp nhất luôn ấy, rất là dễ đeo, còn như ai cũng đeo được, rất là thích. Đó, thì đây là cái màu, nó là màu nâu cà phê nhá. Tiếp theo là cái phần niềng này. Niềng này nhá, thì mọi người lưu ý này. Cái đá nhá. Cái này lau đi là sạch nhá, bởi vì bám dấu vân tay của em. Cái đá này, mọi người đúng không ạ? Đó, nó sẽ nằm cùng với cả phần mặt kính và phần niềng, chứ nó không phải là nhô hẳn lên nhá, nên là không bao giờ sợ, mọi người sợ là bị rơi mất đá, đúng không ạ? Đấy, đây mọi người thấy là khi ánh sáng chiếu vào này, các cái đá này của nó rất là sáng nhá, nó lên được cả bảy sắc cầu vồng luôn, đúng không ạ? Đá rất là sáng này, viền này, cạnh này, thấy chưa? Em phải nói thật sự là rất là đẹp và rất là xuất sắc. Đó, đá sáng nha. Và các cái đá này của nó sẽ là các cái đá vuông ấy. Đó, đá baguette, đá vuông này này. Đấy, chứ nó không phải là kiểu dạng như là đá tròn đâu, đây là đá ống đấy. Vì thế cho nên là các cái này này, đúng không ạ? Còn nó có các góc cạnh vào, thì khi ánh sáng nó chiếu vào này bắt sáng đẹp, nó giống như các cái viên kim cương luôn. Thì chi tiết này thì nó sẽ là một chi tiết niềng đa giác nha. Cái niềng này đây em sẽ lau cho cả nhà mình xem nhá, bởi vì là nó lên tiết đỉa đấy. Đây mọi người thấy này. Đó, mọi người thấy không? Nó lại sáng bóng luôn. Đây kể cả cái góc này của nó lên tiết đỉa này. Đấy mọi người đúng không ạ? Thì cái này thì trước khi gửi hàng cho cả nhà mình thì em sẽ lau vệ sinh sạch sẽ lại cho cả nhà mình nhá. Bởi vì các cái phiên bản mà nó kiểu dạng như là nó mạ vàng 18 ấy thì thường nó sẽ lên các cái tiết đỉa. Thấy chưa? Đấy, nó sẽ lên tiết đỉa. Vì mọi người mà chơi về hàng si đó, đúng không ạ? Hay là mọi người chơi về đồng hồ thì chắc chắn là mọi người sẽ biết đến là đồng hồ có lên tiết đỉa đấy ạ. Chứ còn nếu mà nó mạ kia tôi kiểu dạng mạ PVD ấy, thì nó không lên đâu. Đây, đây là viền nha. Phay xước này, sáng bóng này. Đây các chị thấy dây thép đúc nha, chốt khóa này, nguyên zin này. Và đây, đây chính là một cái bộ máy ở đằng sau. Với số hiệu của phiên bản này sẽ là 733G, đúng không ạ? INW, stainless steel, thép không rỉ, độ chuẩn đó là 5 ATM. Bên trong này nó sẽ có số hiệu máy. Đây, đó chính là bộ máy NH35A của Seiko. Bởi vì đằng sau nó có các hình xòe quá thế nên ra hơi khó nhìn, mọi người nhìn nghiêng qua cái góc này này. Đấy thì mọi người sẽ thấy. Đúng không ạ? Thì với cái bộ máy NH35A của Seiko ấy thì đây chính là một cái bộ máy cơ cực kỳ bền luôn. Và người ta hay có những cái câu đó là ví giống như là các cái nồi đồng cối đá rồi. Đúng không ạ? Và nó hơn hẳn so với các cái dòng máy Mi nhé, bởi vì là có cái chân kính của nó sẽ là 24 chân kính. Và thời gian tích cót tối đa của nó sẽ lên đến hơn 40 tiếng. Đấy, đây là phần viền núm này. Cái này nó còn siêu nhá, các chị về bóc siêu cho em. Mẫu này thì sẽ có size mặt đó là size 41.8 rồi, tổng khoảng size 42 rồi đấy ạ. Càng của nó sẽ là 50.7. Và bản này dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu nha. Nam tay vừa và hơi to. Mẫu này thì đợt này trên thị trường gần như không có hàng mấy đâu mọi người nhá. Vì cái đợt hôm lâu cái lâu đầu tiên em về đấy, thì mọi người thấy là em check một cái là nó sẽ có rất nhiều các nơi người ta bán luôn. Nhưng mà đợt này thì không có luôn ấy. Đợt này thì chỉ còn một vài nơi bán thôi. Đây để em cho cả nhà mình cùng xem nhé. Đây, hiện tại là bây giờ chỉ còn ở trên trang chủ của Carnival này. Đấy là rơi vào tổng khoảng độ 4.790. Đúng không ạ? Và đây dao động từ 4.790, đấy là thấp nhất nó trong các đợt sale. Còn không thì nó phải rơi tổng khoảng độ hơn 5 triệu. Đây. Và thường thì bây giờ là họ cũng chỉ còn các cái màu, ví dụ như là các cái màu đen đen này này. Đấy, các cái màu đen đen này này. Đấy thì họ mới còn đen đen, chứ còn cái màu này này nó là một cái màu bán cực kỳ là chạy luôn, cực kỳ là chạy hàng. Đấy, đây nó chỉ còn màu xám xám này này. Đấy, màu xám xám này. Cái màu xám xám này thì tất nhiên là trong cái bộ sưu tập đấy thì không thể nào mà đẹp bằng ở cái phiên bản màu nâu cà phê này được rồi. đúng không ạ? Nên là khi mà về với các cái bộ sưu tập các cái màu này, đúng không? Màu mặt đen này hay là màu mặt xám xám này, ghi xám này này, thì chắc chắn là về cái màu này sẽ là cái màu mà chạy nhất. Đấy nha, màu chạy nhất luôn. Nên là họ không còn hàng, hết hàng. Đây, cái màu xanh này thì còn này. Đấy, còn nếu mà để mà tìm cái màu kia thì nó gần như hết hàng. Đấy là mọi người sẽ thấy là đấy là ở đây các bản màu xanh này. Đây là người ta còn chỉ đăng những cái bản nó còn hàng thôi. Còn các cái mẫu kia là nó hết hàng rồi. Các cái màu này là hết hàng rồi. Đấy, khi đeo lên tay mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Đó, và giá này là hơn 6 triệu đấy, đúng không ạ? Và sale đi là còn rơi vào tầm khoảng độ 4,7 triệu, 4,8 triệu một phiên bản này. Đấy, đây là màu sắc này. Đây, cái màu này nhá mọi người nhá. Đây mọi người, cái màu này này. Màu này là phải hơn 5 triệu. Màu này nó sẽ đắt hơn cái màu xanh, màu thép trắng mặt xanh. Đắt hơn nhá. Rồi tầm hơn 5 triệu đấy ạ. Đấy, rồi tầm hơn 5 triệu. Đấy mọi người thấy không ạ? Đó, cái màu này đắt hơn cái màu thép trắng mặt xanh nhá. Và mẫu này thì em cũng để luôn cho cả nhà mình, đó là 3,8 triệu nhá. Dạ vâng, 3,8 triệu. Bản này sẽ ở mã 273, 3,8 triệu mã 273, mới nguyên zin nhá, full hộp, giấy tờ sổ sách đầy đủ. Đấy. Cái này thì đẹp lắm. Cái này mọi người có thể là mang đi tặng hay là mọi người để đeo, để trưng bày thôi, cũng rất là xứng đáng. Vì khi mà mọi người nhận hàng ấy, các chị được kiểm tra hàng ấy, các chị cứ mở ra, các chị cầm cái đồng hồ lên. Và tiếp theo nhá, em sẽ lên cho cả nhà mình, đó chính là phiên bản của Tommy Bahama. Dạ vâng, đây là một thương hiệu đến từ Thụy Sĩ, đúng không ạ? Và thương hiệu này thì nó rất là nổi tiếng về các ngành thiết kế thời trang ấy. Ví dụ như là quần áo này, đúng không ạ? Các cái đồ hiệu. Đấy, và đây sẽ là một cái phiên bản mà em phải thề với cả nhà mình là chưa bao giờ em thấy một phiên bản nó đẹp xuất sắc như thế này luôn. Rất đẹp nha mọi người nhá. Của cái dòng đó chính là dòng 6 kim, nhưng mà nó sẽ có một cái sự rất là độc lạ ở trong phiên bản này. Mọi người đợi em một chút xíu thôi. Thì đầu tiên em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là về cái vỏ hộp trước đã nhá. Đúng không ạ? Cái vỏ hộp này này thì các chị thấy không ạ? Tất cả của nó này sẽ đều được làm bằng da toàn bộ luôn. Đúng không ạ? Đều là được làm bằng da, và tất cả các viền này đều được là khâu tay nhá. Chứ nó không phải là khâu máy đâu ạ. Đúng không ạ? Đây khâu tay này. Đó, đúng không ạ? Thủ công. Đây các chị chỉ cần nhìn là biết nhá. Đấy, thế còn phía bên trên nắp hộp này thì cái này ấy, thì em cũng không biết là làm bằng cái chất liệu gì, nó giống như là bằng cói. Nó cũng không phải bằng cói, nhưng mà nó có biểu tượng cây dừa ở đây này, thì có khi là em nghĩ có khi là được chế tác từ các cái kiểu dạng như là các cái liên quan đến dừa. Đấy, tức là gần như là nguyên cái hộp này thôi là đã thấy đáng tiền rồi, đúng không ạ? Đấy, và hộp của nó đều là hộp handmade toàn bộ nha. Đấy là cái hộp tròn. Cái này thì về thì nó mất sổ rồi, nó không có sổ đâu, nó chỉ về nguyên đồng hồ và hộp thôi. Đấy, và bản này thì rất là mới, rất mới luôn. Đây em sẽ cho cả nhà mình cùng xem phiên bản này nó đẹp và xuất sắc như thế nào nha. Đây là một cái mẫu chạy tổng cộng của nó, mọi người thấy là 6 kim, đúng không ạ? Thì hiện tại ở đây nhá, nó sẽ có kim này này, nó sẽ là kim dây. Và kim dây này là kim dây để mà mình xem giờ này, xem phút. Đấy, thì còn kim dây to đùng này này thì mọi người đúng không ạ? Nó cái kim dây to đùng này nó sẽ là kim dây chạy cho chức năng chronograph, và thời gian đo tốc độ tối đa sẽ được hiển thị ở vị trí phía bên trên này. Và mọi người thấy không? Kim của nó sẽ là kim chạy ngược. Kim chronograph như kim chạy ngược nhá. Đó, chứ nó không phải là cái dòng kim kiểu dạng như là kim chạy theo kiểu dạng vòng tròn như ở các mẫu khác, đúng không ạ? Đây nó chạy ngược và nó chỉ chạy một nửa vòng thôi, sau đó là nó sẽ tự reset lại. Thì với bản này sẽ là một phiên bản thứ nhất, đó là chạy bộ máy 6 kim máy Thụy Sĩ. Và thứ hai nữa đó chính là cái cơ chế đảo ngược cái vòng dây này, cái kim dây này. Đấy, thì mọi người phải thấy là vừa là 6 kim này, máy Thụy Sĩ này, đúng không ạ? Cái cơ chế của nó rất là phức tạp này. Đấy, thì phải nói là đây là một cái phiên bản mà phải nói thực sự là cực kỳ là chất luôn. Cực kỳ chất nha mọi người nha. Và đây sẽ là một cái mẫu mà nó sẽ là phiên bản limited edition, phiên bản giới hạn. Nên là nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với các cái mẫu thông thường. Và ở đây nhá, đây là thời gian đo tốc độ tối đa này. Thì cái này nó chạy được bao nhiêu vòng ấy thì ở đây mọi người không ạ, nó lại dịch chuyển kim một lần này. Cái này thì chắc là mọi người phải theo dõi thì mọi người sẽ biết được cái quy luật của nó. Đấy, nó chạy được một vòng rồi đấy, đúng không ạ? Thì bắt đầu lại nhích lên thêm một nửa khớp này. Nó chạy hết một vòng thì chắc là nó lại nhích thêm một nửa khớp này nữa này. Sau đó chắc là chạy được bao nhiêu vòng này thì nó sẽ nhích khớp ở đây. Đó, mặt bên trong của nó sẽ có trải vân này, và nó có cái hình giống như hình lá dừa ở phía bên trong ấy. Đúng không ạ? Kính này của nó sẽ là kính sapphire nhá. Và cái dòng kính sapphire này nó là dòng kính sapphire cong, chứ nó không phải là cái kính sapphire phẳng giống như các mẫu khác đâu. Vì bình thường ấy thì người ta sẽ sử dụng nó chính là kính sapphire phẳng. Nhưng ở đây này, nó chính là kính sapphire cong thì mọi người đúng không? Khi mà sử dụng cái kính sapphire cong này này. Đấy, giá thành của nó khá là cao, không hề rẻ đâu nhá. Đúng không? Không hề rẻ. Đây phần viền này, đúng không ạ? Mạ vàng này, cạnh này. Đó, núm này, hình cây dừa này. Đây, đây là mẫu limited edition nhá. Đối với bản này là phiên bản có số lượng giới hạn của nó sẽ là 500 chiếc, và phiên bản này sẽ ở mã ở cái số lượng của nó là 264. Đây là chiếc thứ 264 trên 500 chiếc. Sử dụng máy Thụy Sĩ, độ trốn nước của nó sẽ là 165 feet. Đúng không ạ? All stainless steel, đây là mã chiếc của nó đi kèm. Đúng không ạ? Tommy Bahama. Đó, và tiếp theo đó chính là về bộ dây. Thì mọi người thấy bộ dây đẹp chưa? Thật sự với cả nhà mình bộ dây quá đẹp và xuất sắc luôn. Cái dây này nó là một cái bộ dây handmade nhá. Cái chất liệu dây thì em cũng không rõ lắm là chất liệu dây là gì, nhưng mà thực sự là rất là đáng tiền luôn với phiên bản với bộ dây này. Kể cả bỏ tiền ra mình mua nguyên bộ dây này thôi, đúng không ạ, là mình đã thấy rất là ưng ý rồi, bởi vì cái nguyên bộ dây này đã đáng tiền rồi. Đây là khóa này. Đây mọi người thấy không? Dây rất đẹp nhá, với cái đường vân này và các cái sợi chỉ khâu tay này. Cái này em cũng hay liên tưởng đến cảm giác nó giống như là toàn bộ kiểu dạng như là nó mang các cái kiểu hình ảnh của một cái cây dừa ấy, hay là từ các cái chất liệu bằng dừa luôn ấy, từ cái vỏ hộp này cho đến kể cả cái bộ dây của nó luôn ấy. Nên là rất là bền, rất là đẹp. Ở mẫu này thì có size 39.5 và càng của phiên bản này sẽ là 49.7. Đấy, và như cổ tay của em nhá, đó là 16.5 này. Đấy. Đúng không ạ? Thì cái này mẫu này thì các anh nam nào có cổ tay khoảng độ 17 hoặc 17.5 đổ lên ấy thì mọi người đeo lên tay sẽ rất là đẹp. Máy Thụy Sĩ này, 6 kim này, đúng không ạ? Và kim dây ngược nha, rất xuất sắc. Bản này thì chắc chắn một điều là có 102 rồi. Và bản này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 3.850.000. 3.850.000, mẫu này sẽ ở mã 274. Tiếp theo sang ở mã 275. 275 thì em sẽ tiếp tục lên cho cả nhà mình đó là ở một cái mẫu cơ nhá. Đây là mẫu cơ này. Đây. Cái bản cơ này là bản cơ của Orange nhá. Đó, và bản cơ của Orange thì mọi người đều biết rồi, nó là một cái thương hiệu nội địa của Nhật. Đối với bản này thì nó là mẫu cơ tự động và nó có cả hỗ trợ các tay đi kèm. Nó có 2 ô cửa sổ lệch ở vị trí góc 3 giờ. Thiết kế ở mẫu này là niềng xoay, núm gen và đáy vặn, thế cho nên là độ chống nước của nó rất là tốt. Đấy, cái núm ở đây thì mọi người sẽ chỉnh đó chính là chỉnh lịch ngày, đúng không ạ? Chỉnh lịch nhanh của lịch ngày, lịch thứ nhé, thứ, em xin lỗi ạ, thứ. Đấy, còn bên trong của nó sẽ chỉnh lịch ngày. Bộ kim này và cọc số thì cũng sẽ có dạng quang sáng ở trong những cái sáng kém nhá. Đây, niềng xoay, niềng của nó sẽ là niềng cam. Bản này thì rất là mới luôn ấy, để các chị thấy này, dây này, phay xước nhá, và dây của nó sẽ là dây thép đúc. Đúng không ạ? Phay xước toàn bộ này, chốt khóa nguyên zin. Ở đằng sau đáy đây, Moment Japan này, đúng không ạ? Water Resistant 23. All stainless steel nhá, có tem của Orange đây đi kèm. Ở mẫu này thì là mẫu cơ và dành cho anh nam tay to nhé, anh nam tay nhỏ không đeo được ở bản này. Size 43.2 và càng của phiên bản này sẽ là 51.8. Thì đối với các cái mẫu cơ Nhật thì mọi người đều biết rồi, đúng không ạ? Nó sẽ có cái thời gian tích cóp tối đa của nó sẽ là 38 tiếng. Và ở bản này sẽ có tần số dao động là 21.600 VVH với 21 chân kính. Dạ vâng, và ở bản này thì em cũng đang để cho cả nhà mình ở mẫu này. Đó chính là 3.950.000. 3.950.000 mã 275. Đó, rất là mới. Những cái tiếc là mẫu này thì nó không về hộp đâu, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi mọi người ạ. Mã 275. Tiếp theo sang ở mã 276 nhé. 276 thì em sẽ lên tiếp. À, đây em lên cho cả nhiều mẫu này này. Cái mẫu này là mẫu của Skagen, thương hiệu của Đan Mạch nhé. Đó, cái bản này thì em có về là full hộp này, giấy tờ này, số sách của nó cũng sẽ có đầy đủ. Đấy, đây thẻ bảo hành. Đấy chưa? Đấy, thì bảo hành có giá trị tại Nhật. Đây chắc là cái giới thiệu gì. Cái này là của cái gì đây? Cái này hình như là chắc là của thương hiệu khác rồi. Hình như là chắc của thương hiệu khác rồi. Nhưng mà em thấy nó có đựng ở trong cái hộp này. Đấy, thì thôi em cứ nó về như thế nào thì em gửi đầy đủ cho cả nhà mình như vậy. À, bản này mấy Thụy Sĩ. Đây, đây là giấy hướng dẫn nha. Ô, bản này có nhiều chức năng lắm mọi người ạ. Đây mọi người đợi em chút. Hay là không. Bản này có cả kim GMT, kim giờ thế giới đấy mọi người nha. Có cả kim GMT, kim giờ thế giới này. Đấy. Ôi, rất là tiếc là mẫu này hiện tại là đang hết pin mất rồi nên em không check luôn cho cả nhà mình. Nó đang hết pin nhá. Ở đây thì nó sẽ có kim giờ, kim phút, kim giây này. Kim đỏ này của nó sẽ là kim GMT, kim giờ thế giới. Để em rút núm xoay thử xem. Đấy, đây này người ta sẽ có hướng dẫn này. Đây là kim giờ, kim phút này, lịch này. Đúng ạ, nó có, đây là một cái kim của nó sẽ là kim của dòng Dual Time. Mọi kim của dòng Dual Time nha. Đấy, rồi đây là kim second. Có cái gì đây? Nói chung là có chức năng GMT này. Tức là kim giờ thế giới này. Đấy, đây chắc là một cái kim dây của giờ thế giới này. Đó. Đây, cái này thì chắc là em sẽ thay pin, sau đó thì em sẽ hướng dẫn lại cho cả nhà mình về các cái chức năng ở phía bên trong nhé. Bởi vì bản này nó rất nhiều chức năng đấy ạ, không phải là chỉ có nguyên một cái chức năng ấy đâu. Vì hiện tại nó đang hết pin nên là sẽ hơi khó để hướng dẫn cho cả nhà mình. Ở đây nó có một lịch ở vị trí góc 6 giờ này, mặt bên trong của nó sẽ trải vân nhé. Mặt màu trắng này, toàn bộ phần viền vỏ thì đều được làm bằng chất thép nha. Đó, đây là phần viền cạnh núm này, đây là thương hiệu đến từ Đan Mạch. Ở đằng sau đáy đây thì nó cũng sẽ có, đó là Skagen Design đúng không ạ? Đây là công ty Skagen Design Ltd nhá. All stainless steel này, độ chống nước là 5 ATM này, squid pad nhá. Đấy, tức là ở đây nó sẽ, đó là sử dụng của nó chính là máy của Thụy Sĩ. Là vâng, máy Thụy Sĩ. Thì nó cái công ty Skagen này đúng không ạ? Đồng họ vẫn có các cái trụ sở ở đặt tại bên nước thứ ba, bởi vì là họ vẫn muốn là mở rộng thị trường ấy. Đấy, với cả tiết kiệm bớt các cái chi phí đi thì nó cũng giống với cả thương hiệu của Citizen hay là Seiko thôi. Đó, nhưng ở mẫu này thì nó sẽ làm made in China. Tức là made in China tức là nhà máy của Skagen được đặt tại ở bên Trung. Đấy, nhưng mà mọi người thấy là người ta vẫn lắp ráp, đó chính là sử dụng máy của Thụy. Đúng không ạ? Bởi vì là người ta được sản xuất tại nhà máy của Skagen ở bên Trung nên là người ta sẽ ghi đó là made in China. Còn đâu là ở đây nó vẫn sử dụng, tức là nhập khẩu, đó là cái máy Thụy Sĩ đấy, để lắp vào phiên bản này. Đấy, thì nó sẽ vẫn là Swiss Pack, đúng không ạ? Swiss Moment, sử dụng máy Thụy nha mọi người nha. Đấy, đây là các anh chị thấy là viền này, dây này, nó bằng thép đúc. Đấy, nó đúc luôn liền luôn với cả cái càng của nó luôn nhá. Chứ nó không phải là giống như các mẫu khác là cái càng rời. Đúng không? Ở đây nó đúc liền cả càng luôn. Và tiếp theo là về cái bộ dây ấy, mọi người thấy không? Cái dây này, dây lụa này, các cái mắt này. Rất là đẹp luôn, và cũng là lần đầu tiên em thấy một cái bản dây lụa nó đẹp như thế này nhá. Nó giống như cái đường vân da rắn ấy. Ở đây này. Đúng không? Đây này, cái đường này, bên hai bên viền ngoài này nhá, nó sẽ hơi cao lên một chút xíu. Ở giữa này, nó sẽ hơi thấp xuống này. Dây này, chốt khóa này, nguy zin. Ở mẫu này thì sẽ có size mặt của phiên bản này sẽ là size 40. Và càng của phiên bản này sẽ là 44.3. Đây, đeo lên tay rất ôm tay, đẹp nhá. Thép trắng này, mọi người thấy không? Phải nói là khi mà các chị cầm vào phiên bản này, phải nói là rất đẹp, rất là xuất sắc. Vì cái dây của nó cực kỳ chắc luôn. Mà nó đẹp lắm, kiểu dạng như là các cái phiên bản sử dụng máy Thụy này thì nhìn cho nó sẽ khác biệt hoàn toàn luôn. Và bản này thì... em cũng đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này, đó chính là 2 triệu. Dạ vâng, phiên bản này là 2 triệu mã 276. 2 triệu mã 276 nhé. Trong này nó có rất là nhiều các cái hướng dẫn đấy. Đấy, thì các anh chị có thể là về làm theo các hướng dẫn bên trong. Còn cái này thì em sẽ thay pin đầy đủ cho cả nhà mình nhé. Thì nếu mà mọi người cần hướng dẫn thì em sẽ hướng dẫn lại cho cả nhà mình. Còn em sẽ thay pin đầy đủ, và khi hàng tới nơi rồi thì mọi người cũng sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Tiếp theo sang ở mã 277. 277 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, đó là mẫu này. Thật sự là cái mẫu này rất là buồn luôn ấy. Vì nó cứ bị kiểu cứ đặt đơn xong bắt đầu là mọi người lại hủy đơn luôn ấy. Thực sự là còn chưa cả kịp gửi đi luôn. Vì mọi người kiểu một dặn đó là kiểu để hẹn còn độ đến, ví dụ như là chốt hôm thứ mấy đấy, xong bắt đầu hẹn còn độ 1-2 hôm nữa thì anh có nhà. Đấy, thì xong rồi cuối cùng là thông 1-2 hôm nữa là lại kêu là anh không về kịp thì thôi em bán đi. Dạ vâng, vì thế cho nên là thôi thì hôm nay em lại lên lại cho cả nhà mình mẫu này nhá. Thì hôm trước nếu mà anh chị nào mọi người có hỏi em ấy, mà em có báo hết thì các anh chị mọi người có thể nhắn lại cho em. Với phiên bản này thì đây chính là mẫu Casio, và bản này thì nó sẽ có tổng cộng của nó sẽ là 6 kim. Nó chạy ở đây là dòng Windsetter nhé, tức là nó có cả analog, nó có cả digital ở đây này, có kim 24 giờ một ngày, kim chronograph. Tất nhiên với mẫu này thì cũng đã qua sử dụng rồi nên là cũng sẽ có xuất hiện một vài các vết xước nhỏ, đúng không ạ, nhưng không đáng kể và cũng không lộ cho lắm đâu. Và cái này thì đây là phiên bản Casio dòng năng lượng, pin năng lượng mặt trời nhá. Đúng không ạ, thì các chị cũng đều biết là cái dòng pin năng lượng mặt trời thì tuổi thọ pin nó rất là lâu. Thứ hai nữa đó là nó tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Đấy, và thứ ba nữa đối với phiên bản này nó sẽ là dòng Guenther, tức là nó sẽ sử dụng đó là cập nhật giờ theo sóng của đài radio ấy. Nói chung là Việt Nam mình sẽ không sử dụng đến cái sóng đài radio này đâu. Vì thế cho nên mình sẽ phải chỉnh thủ công. Và em cũng phải chia sẻ một chút xíu với cả nhà mình, đó là riêng về các cái dòng núm bấm này này. Đấy, thì mọi người có thể là xem các cái bản mà Casio với module. Bản này sẽ có module máy của nó sẽ là 3731. Vì thời gian đợt này thì em cũng khá là bận nên là em không có cái thời gian để mà ngồi xem để người ta hướng dẫn cách chỉnh được. Ví dụ như là các cái bản mà Citizen mà kiểu như là dòng H145 này, H415 này, đúng không ạ, thì em sẽ chỉnh luôn cho cả nhà mình luôn. Nhưng mà riêng về các cái dòng núm bấm này là em rất là kém nên là em phải xem. Đấy, thì với các cái dòng núm bấm này thì các chị mọi người, em nhờ mọi người về các chị chỉnh giúp em nhé. Dạ vâng, mọi người xem video ở trên YouTube là sẽ ra, đúng không ạ, Casio dòng 3731. Đấy thì nó sẽ ra ở mẫu này này, Windsetter nhá, full outlet line này, 1/100 chronograph này, đúng không ạ. Rồi là sẽ lap memory 50, có 5 chế độ báo thức. Đây, bấm đèn này. Đấy, mọi người không? Đấy, nó có phần bấm đèn nhá, đây đằng sau này. Đây, set này, line này, đúng không ạ, start stop này, mode này, adjust này, đúng không ạ, có đầy đủ luôn. Và một cái điều nữa đó chính là cái dây ấy, thì dây ở đây nó là một cuộn dây thép đúc đấy. Và dây này là chủ cũ người ta thay rồi chứ không phải dây zin, nhưng mà người ta thay dây cũng rất là đẹp, cũng rất là hợp luôn, màu trắng, thích trắng và dây của nó đẹp lắm. Đấy, thì ở bàn này thì em nhờ mọi người sẽ về chỉnh giúp em. Món này em cũng sẽ sale cho cả nhà mình, size 41.6 và càng của nó sẽ là 46.5. Đấy, và bản này thì em cũng sẽ để cho cả nhà mình đó là 1.800.000 nhé, 1.800.000. Để mọi người về chỉnh giúp em nhé. Mã 277. Tiếp theo sang ở mã 278. 278 thì em lên tiếp cho cả nhà mình đó là mẫu của Citizen. Đây, đây là mẫu Citizen. Cái bản Citizen này là bản kim dây nhá, nó nằm ở vị trí góc hình trái tim này, lịch này. Đó, mẫu này dành cho chị nữ nhá, nữ tay vừa và hơi to một chút xíu, mặt kính này thì chưa hề có một vết xước xát gì cả. Đúng không ạ? Mặt bên trong đồng hồ của nó sẽ là một cái màu nâu cà phê. Chi tiết niềng này của nó sẽ làm chi tiết niềng đá này, bên trong cọc của nó cũng sẽ là kim cương đấy. Ở cái bản này khi mà mọi người check lên ý, thì nó sẽ ghi là kim cương đấy ạ. Đó, thì nó sẽ là các viên kim cương nhân tạo. Đây là viền, đây là mặt trước và đây là mặt sau. Japan Mode Citizen Eco Drive pin năng lượng nhé, sử dụng module máy của nó sẽ là dòng B690. Thì đối với bản này thì cái dây này, thì cái dây này là cái dây đã thay rồi nhá, chứ không phải là dây zin. Bởi vì là cái dây zin về thì dây nó hỏng rồi, vì thế cho nên là đã thay một cái dây khác. Ở bản này là một cái phiên bản Eco Drive pin năng lượng này, size 37.8 này, và càng của phiên bản này sẽ là 43.4. Đấy, như cổ tay của em là đeo vừa, nên là nếu mà chị nào mà nữ mà thích cái kiểu size to, hoặc là các chị nào nữ tay to thì mọi người đều có thể là đeo được cái phiên bản này. Và với mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này, Eco Drive. Mẫu này sẽ là 1.800.000. Dạ vâng, 1.800.000. Bản này sẽ ở mã 278 luôn, 1.800.000 mã 278. Tiếp theo sang ở mã 279. Bản này thì giá của nó khá là cao đấy. Mọi người cứ check theo mã đằng sau đấy, hoặc là các anh chị có thể check theo hình ảnh ấy, là giá của nó phải dao động tương đương với cả 7 cho đến 8 triệu với bản này đấy. Đấy, tương đương với khoảng tầm 7 đến 8 triệu đấy. Tiếp theo sang ở mã 279 nhé. 279 thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là ở cái mẫu của ICWatt. Đó, ICWatt. Bản này thì em cũng có vẻ là full hộp này. Đây, đây là màu xanh Pepsi này. Đây là có một cái hộp ở đây, giấy tờ này, số sách của nó cũng sẽ có đầy đủ ở phía bên trong này. Đấy, đây là bản IC. Bản này thì nó còn căn nhựa nha mọi người nha. Cái này mọi người rút cái căn nhựa này ra, đóng núm này. Đấy là nó đang chạy, nó đang hoạt động nha. Đấy, tức là mẫu này chưa kích hoạt pin. Đúng không? Tức là pin rất là mới, chưa kích hoạt. Thôi, để về đóng cái núm này vào, không có là em lại để em rơi mất. Đấy chưa? Đấy, các chị chỉ việc nhớ là cậy cái núm này lên là được thôi. Xong rồi mình đóng núm vào. Lịch này ở vị trí góc 3 giờ và ô của rồi lịch của nó sẽ có kính lúp nha. Đó, bên trong này, đúng không ạ? Thì nó sẽ có dạ quang này. Bạn này thiết kế đường xoay này, viền này. Bạn này mới nguyên zin luôn. Đây, dây này, vừa phai sức vừa sáng bóng. Đây nó có tem chính hãng của IC này. Đấy chưa? Có mã này. Đấy, có trang web của ICWatt.com này. Đấy, đây, tem chính hãng nha. Tem đầy đủ. Mẫu này thì có size mà đó là size 39.6 này. Và càng của phiên bản này sẽ là 47.5. Cái form kiểu dáng của nó cũng giống với cả của Rolex. Đấy, đây. Đeo lên tay rất là đẹp. ICWatt form full hộp nha. Cái này mọi người có thể mang đi tặng cũng được, đúng không ạ? Và mẫu này thì mọi người nhớ là phải rút cái căn nhựa này ra cho em, xong rồi đóng núm vào nha. Bản này thì em cũng để luôn cho cả nhà mình ở mẫu này. Đó chính là 1.600.000. Dạ vâng, 1.600.000, mã 279. Đó, full hộp. Giấy tờ sổ sách đầy đủ luôn. Rất là đẹp. Tiếp theo sang ở mã 280. Và có lẽ cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay. Thì em sẽ lên nốt cho cả nhà mình ở mẫu này. Đây, em sẽ lên sale nốt cho cả nhà mình luôn nhé. Đây là bản của Red Tiger, đúng không? À, Prime Tiger, Prime Tiger. Đây là mẫu mà chạy 6 kim và chạy chiếc national của Grab. Nó có kim 24 giờ, có kim dây chạy national của Grab và thời gian đo tốc độ tối đa. Đấy, đây, cọc số xanh này. Nếu để như này thì nó sẽ là màu hơi đen đen, đúng không? Nhưng khi ánh sáng chiếu vào này, nó sẽ là màu xanh. Đấy chưa? Mặt đồng hồ rất là đẹp nhá. Toàn bộ phần viền, vỏ, dây đều được làm bằng chất thép. Thì cái dây này thì nó sẽ có các cái đường chỉ chéo chéo ấy. Đấy, như là nhìn cho nó sẽ khác biệt hoàn toàn luôn. Và đằng sau đấy thì cũng sẽ có đầy đủ các phần thông số của nó đi kèm. Form dáng vuông nhá. Cái bản này thì phải anh to to một chút xíu đấy ạ. Size 38.4 ạ. Và càng của phiên bản này sẽ là 49.3. Đấy, như cổ tay của em 16.5 thì nó sẽ hơi to. Cái này là phải dành cho anh nam tay hơi to to một chút xíu. Đây này mọi người này. Đây các anh chị không? Giá tác của nó này 87.000 yên nhá. Tức là nó sẽ tương đương với khoảng hơn chục triệu phiên bản này đấy. Không hề rẻ một chút nào, đúng không ạ? Mẫu này thì cũng hơi tiếc là nó không về hộp đâu. Nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Và bản này thì thôi em cũng để kỷ niệm cho cả nhà mình nhé. Bởi vì em thì chỉ có căn theo gọi là giá đấu thôi. Chứ em không căn theo kiểu dạng giá tác giá hãng đâu. Còn cái giá tác giá hãng thì em chỉ để cho mọi người để tham khảo thôi. Đấy, và mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này. Đó chính là 1.850.000. Dạ vâng, 1.850.000. Đấy, giá rất là tốt luôn đúng không ạ? 1.850.000. Đấy, mới nguyên zin, full hộp, giấy tờ sổ sách đây. À quên, mới nguyên zin cho mọi người nhé. Em xin lỗi, bản này nó không có hộp. Quen miệng, dạ vâng, bản này nó không có hộp. Nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi, mới nguyên zin. Họ tag mác đầy đủ. Đây, có tag mác của nó đầy đủ. Đấy ạ, bản này sẽ ở mã 280. Và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay. Thì các anh chị mọi người có yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em. Đó là số 08 58 58 từ quý 2 hoặc có thể để dưới phần comment một bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành thời gian để theo dõi video này và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Dạ vậy em xin chào mọi người ạ.